Không thể phủ nhận ăn uống ở Sài Gòn là nhất mọi người ạ. Thèm bò nướng kiểu này mà ở mấy cái tỉnh tìm không có ra. Mà không hiểu sao mấy tiệm bò cuộn, bò sốt phô mai trứng muối không có tiệm nào quận nhất hết. Đi hết một vòng thì duy nhất chỉ có phố nướng Hương Quê là có thôi. Được cái quán mát mẻ, không gian rộng rãi sáng sủa, có phòng riêng mà giá cũng dễ chịu lắm. Nên mời đối tác hay đồng nghiệp đi ăn đầu năm cũng ổn lắm á. Ở đây menu cả trăm món, nào là lẩu, cháo, xào, luộc, hấp, chiên đủ hết. Nhưng mà thèm bò từ bữa tới giờ nên chủ yếu là gọi bò nướng thôi. Bò cuộn măng tây, thịt bò mềm thấm sốt, măng tây nướng lên thì giòn ngọt, lỗi vai bò Mỹ, miếng bò bự dày nhìn chất lượng. Món này thì bò không có ướp nhiều gia vị nên khi ăn mình sẽ cảm nhận được mùi vị của miếng bò nhiều hơn. Thịt bò chấm với mỗi loại sốt khác nhau sẽ cho cái vị khác nhau, nhờ vậy mà bò nhiều nhưng không bị ngán. Combo bò Mỹ, nếu mà đi tầm 2-3 người thì gọi combo này là đủ rồi, vì nó có đủ lỗi vai bò, sườn bò, ba chỉ cuộn nấm hay là đậu bắp và dẻ sườn bò xịn sò. Combo đã có sẵn 3 loại sốt này. Phô mai thì béo thơm, sốt trứng muối đây hơi nhạt nha, và sốt BBQ mặn mặn đậm đà. Ngoài ra đây cũng có combo hải sản với tôm mực, bạch tuộc, hàu vân vân. Cuối cùng bọn mình chốt hạ bằng cái lẩu gà nấu nấm, nước lẩu ngọt đậm đà rất là ngon luôn. Thịt gà được hầm kỹ nhưng vẫn còn có độ săn chắc và ngon. Lẩu được nấu theo phong cách quê hương giống như là tên của quán. Thèm lẩu nướng mà không muốn đi xa trung tâm thì nhớ tới quán này nha mọi người.